Không, khóa cài thắng tay rồi. Nhớ chị em thấy sao chị em? Lần đầu đi xe của em thấy sao? Nói chung không có lần xếp thứ hai. Đi công tác mà gặp ngân lái ngồi. Xếp gì còn chám. Xếp vừa nãy thấy chị Anh phanh gấp không ạ? Không, để leo lên đây đứng nè. Đâu dám đứng dưới đâu. Em lái dạ, mà lao ở trong la trên xe quá trời luôn. Chúc mừng bác nhiều sức khỏe. Dạ chào mà con cô bác. Kênh của ai, kênh của bạn nào? Dạ, kênh của em ạ. Dạ kênh của tài xế. Dạ. Ủa nó quay mở kênh cho Nhi với lại chứ. Ủa mới mua xe hả? Mới mua xe. Anh thấy được không? Ở Đắk Nông mà sao chạy xe 62? Xe máy mà. À không, này chắc xe mua của lại. Chắc xe của bạn trai quá. Đúng rồi, mua lại. Mua lại của người ta. Nói chung bạn trai để lửa giá. Xe đẹp quá ha. Được không anh? Được, được. Thấy đẹp. Chạy ổn không? Được, ổn. Mấy chị em thấy ok không? Không, không. Chị nhức đầu lưng lắm à. Giờ ngay cái tay đầu lưng dữ vậy. Muốn xe chạy tuần ngoài kia cho mà thấy. Không có bầu luôn rồi đó. Như em quên chưa rút chìa khóa không? Ủa tắt máy chưa? Chưa. Trời ơi. Ờ chưa tắt máy xe. Trời xe bóng loáng luôn nha. Xe bạn trai mà thành ra là thoải mái. Ừ thoải mái đi. Mèn ơi. Không tắt máy xe. Anh ơi này tắt ở đâu vậy? Có nút ấy tắt thôi, bấm vô tắt thôi. Để chưa? Để tắt rồi. Tắt chưa? Tắt rồi. Lấy chìa khóa ra. Đâu chưa? Chưa. Chìa khóa nhét đâu vậy? Đây nè. Sao chưa tắt vậy bà ơi? Chưa. Trời ơi em không biết xe ơi. Này. Quái thiệt. Quái nói chứ xe đi mượn mà còn quá. Nay Ngân lên đời nên đi xe hơi rồi ghê. Dạ nói chung là đoạn đầu làm màu chứ. Bố có ai giới thiệu bà con bác hả? Giới thiệu gì anh? Giới thiệu mới á. Giới thiệu rồi. Lắc cái gì anh hả? Anh nhận xét coi. Nhức đầu nó nhức quá. Nhức đầu thấy nó kỳ quá. Thấy nay sao mọi thứ nó không quen, nhìn nó không quen, nó kỳ kỳ, cái gì nó cũng bự hơn một khi. Anh nhìn em nè, anh nói nè. Thì ơi, nay nè nhìn mới mọi thứ. Mọi thứ là gì anh? Hả? Mọi thứ là gì là tụi em á hả? Không, không, thấy nay tụi em cũng lớn hẳn lên đó. Khác em hả? Thấy tụi em khác. Thấy khác khác hả? Khác sao anh? Hả? Có mình Ngân khác à? Có mình Ngân là lớn hơn. Anh nhìn kỹ coi em khác cái gì? Thôi đi xa xa đi. Gì như? Gần gần rồi. Xa lắm rồi. Dạ bà con cô bác, hôm nay là tụi em lên đây là đi họp ở trên này, sắp tới là thời gian tới là họp ở trên này xuyên suốt luôn với anh Khương. Giới thiệu bà con cô bác, đây là hội quán của Ngôi Sao Miệt Vườn ạ. Dạ. Ở đây chủ đầu tư trung tâm văn hóa thể thao truyền thông huyện Bình Chánh. Dạ. Số 113 đường Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh nha bà con bác. Bữa giờ thi công cũng được một hơn tháng, tháng rồi đó. Dạ. Cũng nên hình nên hài rồi đó. Còn gán làm cho tới 20 tay xong rồi cái phần 28 tay tháng 12 mình sẽ bắt đầu mình khai trương để đón tiếp bà con cô bác. Rồi xong rồi 5 tay tháng 1 giờ sẽ tổ chức một đêm biểu diễn nữa cho thiệt sự hoành tráng. Bữa giờ cũng có giới thiệu bà con bác nhiều rồi. Yeah. Mà mấy bạn nhỏ bữa giờ là chưa có qua đây, chưa có giới thiệu. Thì bữa giờ mọi thứ nó còn lộn xộn á. Giờ nó là lộn xộn không giới thiệu được á. Lên bữa nay giới thiệu bà con bác. Ờ bác món cảnh rồi bác kế chứ. Hả? Gì dạ? Hả? Do nóng thấy do nóng. Em thấy gớm. Thì anh làm thấy gớm thì bà thấy gớm chứ sao? Cái gì? Tự dưng cái môi ấy đi. Môi nó vậy tự nhiên. Tự nhiên cái môi nó vậy rồi bác ơi. Nói chứ có bác là em mới đi tìm môi. Ở cái miền Tây quê anh là gọi là bơm. Em mới đi tìm môi mà bơm à, bơm. Nó còn hơi sưng. Bơm hay là hút, hút cũng vậy. Với anh là một là bơm hay kia hút. Nè kia là bơm. Nhưng mà nó không có chề dữ vậy nha. Và còn cô bác nói chung là phụ nữ. Nó chề rồi. Phụ nữ. Nó có gì đâu.
phụ nữ thì ai cũng nhan sắc phụ nữ mình đâu có nói bậy bạ được, một là chỉ được khen mình thôi, mình hành động thôi hả, chỉ được khen thôi, mình không có được bình phẩm, vậy là vô duyên lắm, bất lịch sự lắm. Sao khác lúc nãy quá vậy? Chị Mai à, chị Mai cũng có làm kìa. Ủa, em vô duyên nha, khúc này vô duyên nha. Ủa, vô review quán mà. Không có làm gì vô hết, quán tự nhiên mà. Hả? Hồi xưa làm, giờ tan lắm. Vô review quán mà. Review quán hả? Giới thiệu quán rồi đi. Lộn quá review. Hồi nãy đã dẫn một vòng tham quan rồi, giờ giới thiệu lại con bác đi. Dạ, giới thiệu bà con cô bác. Dạ, bên đây là... Anh Hương, anh dính cái gì trong răng hay sao? Anh thấy có mỏi miệng không? Chứ em thấy mỏi miệng mà. Cái này đi U Minh là ngon ha. Sao? Đi U Minh là ngon. Để làm gì? Đi U Minh là ngon hả Nhi? Này đi U Minh nè. Ủa ấy ra nó cắn nhau xương mỏ đi. Ông nữa, đâu sao. U Minh thì sao? Không biết. Ông hả? Ông chích đó. Cái này chích đó. Nhưng mà anh nói đẹp không? Hả? Giờ anh nói đẹp không? Nhìn hài hước lắm, nhìn em vui vẻ lắm. Ủa bình thường là anh kêu mặt em cũng hài rồi. Cái này là em là phải xuất hiện trong phim, cỡ phim Châu Chính Trì đó. Nhìn hài hước. Nói chung là anh Khương là anh không có thích chỉnh sửa đâu anh cô bác. Nói chung là chị em phụ nữ là anh muốn là để natural. Không, chỉnh sửa nhưng mà đừng để cho anh biết. Còn anh biết. Cái này không, cái này anh nhìn livestream, anh nhìn cái hình sơ và anh thấy rồi. Không mà cũng nhìn là anh là con trai mà anh nhìn rõ thiệt, nhìn hay thiệt. Ý là nhiều bà con cô bác có lúc coi live thì cũng có người thấy nhưng mà ít lắm. Còn đa phần thì cũng không biết. Mà anh coi là anh thấy liền, hay thiệt. Không, thấy chứ. Chắc cũng có nghiên cứu. Không gì đâu nghiên cứu. Một cái nhân dạng của một đứa em mà làm 7-8 năm rồi nhìn quen mặt rồi nhìn chỉ cần nó nhìn cứ cho nó nổi một bụng là mình biết rồi. Ủa giờ sao tụi em mập lên mấy ký em có biết không? Tối thì mấy ký như biết đâu. Tụi em đâu phải mọc lên mập lượng 5-7 ký. Tụi em ngày tụi em lên 100 gram nó mỗi ngày nhìn hoài nó không biết. Ừ. Còn cái gì mà mình làm tới 100% á, làm gấp đôi lên là mình nhìn biết liền à. Anh nói mà lớn tiếng cũng gấp đôi á. Hả? Nhưng mà anh phải gặp 3 ngày trước cơ thì nó mới vui. Dạ, vui. Hôm nay hết vui rồi không? Nó vui hả? Hôm nay đẹp rồi, hôm nãy là nó mới còn sưng nhiều. Bữa anh nói với ai? Bữa chú Hai nói với lại hả? Bữa đi Cần Giờ. Bữa đi Cần Giờ chú nói đầu tuần họp chắc chạy trốn quá không? Cái hôm mà đi quay chị Thùy á mà anh gặp là đi quay nó làm nó hả? Ừ. Đi quay không. Hoàn cảnh mà. Cái này đi quay hoàn cảnh mà không dám. Cái này nữa hả? Nhờ bóc hết vậy. Không đây, đây không nha. Nè bên này nó gọn rồi nè. Không. Chưa. Có duyên á. Mình làm cái này có duyên nè, mình cười lên giống như hai viên chè á. Cục như thế. Dễ có duyên. Nhìn là có lọc liền. Nhìn có lọc liền à. Ngày mai nó mới ngay. Nói chung là nó cũng còn hơi sưng bà con cô bác nên là nó chưa có vậy hoài chứ sưng vậy. nó sẽ hòa vô gương mặt của mình, nó sẽ đẹp hơn. Nó sẽ hòa vô gương mặt nó mình sẽ đẹp hơn. Thôi nói chung là làm đẹp mà nó cũng sẽ có đúng rồi đó, nó phải có thời gian anh hiểu không? Lúc đầu mới làm. Anh nói gì đâu. Thôi đi. Anh đâu nói gì đâu mà anh nói sáng giờ lại muốn đi tiêm tan liền. Thôi mình đi vòng vòng mình đi giới thiệu hội quán cho bà bác biết đi. Dạ đi xíu nữa, nãy đi vòng. Ở đây là dưới tán cây bà bác, rất là mát mẻ. Ở đây nè có ba chòi nè. Ba chòi này là ngồi ghế cao hả anh? Ba chòi ngồi ghế cao. Đó. Ôi, mát. Chòi tranh vách gỗ. Dạ. Rất là mát mẻ. Ở dưới tán cây luôn. Bao mát luôn nha bác, buổi tối thì đẹp lắm. Nắng buổi tối là đẹp. Đưa lên đèn nữa, đang tới cái công đoạn giai đoạn là trang trí rồi. Cái này là dài lại xong rồi đó. Cái này là giờ chỉ dọn dẹp sạch sẽ thôi, đưa ghế đồ vô bạn vô thôi. Còn mình làm đèn nữa là ok. Cái chòi này là một chòi vậy là nếu mà mình chịu khó trang trang ngồi khoảng được 50 người. Chen cái gì ngồi 50 người thì chen vô, còn bình thường ngồi chắc được chừng 10 người, không chừng 10 người được, hơn chắc cũng 20 người. Thì mình làm 2 ghế, cái này dạng ngồi họp lớp đồ 20 người thoải mái. Nhưng mà cái sân này sao anh, sân này có làm gì không?
sân này mình để trống gì mình trải ghế dài ra rồi tối bà con bác ngồi giao lưu được, ngồi coi chương trình ngồi, hả, uống nước ép đồ sinh tố được. Có làm toilet riêng cho mỗi trời không anh? Hả? Không, toilet kìa, toilet riêng hả? Làm sao toilet thằng sao á, toilet riêng sao được. Ở bên này khu vực này bên, còn bên kia trời nhỏ dặn gia đình hơn, mà con cô bác em thích khu bên kia hơn. Yeah. Bên kia tại vì nó gần bờ sông, nhưng mà thực ra gần bờ sông nhưng mà nó lại bị cái sông nó lại hơi đen. Sông nó đen chứ hơi đen gì? Thành ra là anh Khương anh rào lại, mà hồi đầu là cái sân khấu của mình nè. Cái này sân khấu ngôi sao miệt vườn, đây sẽ là sân khấu chính sau này em và các chị em lên diễn. hàng đêm hàng tuần luôn. Sân khấu đây là của ta, nếu mà thứ bảy mời nghệ sĩ thì thứ tư mình thứ tư đi, cái đúng rồi đi. Nhường cho nghệ sĩ hả? Dạ, thứ bảy nhường đi. Chứ nhiều khi hát với nghệ sĩ rồi khán giả lên tặng bông tặng hoa tụi em, rồi không tặng nghệ sĩ sao nói xem chị nghệ sĩ buồn hả? Dạ đúng rồi, tụi em cũng cao cảo đúng ha. Rồi hả? Đúng rồi luôn. Dạ đúng rồi. Trời ơi, nói chứ là cũng có được một hai album rồi chú, nên là diễn đi diễn lại không chú kia. Làm chú chưa, chú ăn cơm đây sao? Chú ăn nuôi sò bò không? Chú nó hồi chú ngán thịt bò. Chú ăn nuôi sò bò. Đâu có giống miếng thịt bò đâu trời. Không, thì bởi vậy Khương vừa mới nói thì bà Ngân càng ngày càng hài hước hả bà con? Càng ngày càng hài hước. Nó làm cho đẹp lên mà. Nhìn gương mặt là nó vui rồi. Ai giới thiệu bạn trai của Ngân luôn đi. Ờ, đó hả? Ừ. Thôi. Không biết anh nhớ em không? Tuấn Anh nhớ Ngân, Tuấn Anh. Em chào anh. Nhớ. Nhớ. Tại chốn gì hồi đó anh dẫn Ngân với Tú xuống vườn hoa em đó. Mớm nhớ. Mớm anh nhớ mớm nhớ. Anh mớm. Nhớ cái miệng mớm ấy. Bữa nay hết rồi nha. Nó đi ăn lãng nó cầm cây nó. Nó đi ăn lãng rồi thấy không? Anh rảnh không, anh lại nói chuyện xíu. À, nó mắc cỡ rồi. Mắc cỡ cho nhìn nhịt rồi. Mắc cỡ, nó chạy trốn rồi cười. Vậy là không. Mắc cỡ vậy là người ta có cái thôi anh mới cưới vợ, anh mới cưới vợ. Hả? Anh cưới vợ rồi. À cưới vợ rồi hả? Cưới vợ rồi. À mấy năm là anh cưới vợ rồi. Mới cưới vợ nè. Nhanh vậy? Ừ. Gì đâu mà nhanh. Nhanh thế. Nhanh còn mấy tình đậm sâu lắm, quen ai người ta cũng bỏ đi lấy vợ hết trơn. Tiệt sự luôn, nó mất giá né dữ vậy. Đẹp không? Đó. Cái này chừng nữa anh sẽ diễn sự tích trầu cao đây. Cho cô tắm rồi leo cao rồi. Nhanh. Có cám rồi chặt. Té rồi ra cái á luôn. Cho bà ngó xem. Ồ, thưa chú, giờ chưa ai biểu diễn cái đó ha. Mang lên sân khấu biểu diễn ha. Không ai dám làm gì. Dạ. Ừ, làm cám gì? Ngồi cám cưa máy rồi ha. Cưa máy đồ. Xong cám tắm ngã xuống quá thân. Thầy của thị ngã rồi lót cái nệm dưới. Thành con chim, chim vàng anh. Chim vàng anh. Anh coi cái mồi của nấm luôn. Cái gì? Anh coi, anh coi nấm cũng có làm nè, em biết nấm làm gì không? Hả? Nấm là nấm là làm chân mày đi mọi người. Trời ơi, biết luôn. Thì sao? Anh biết em làm chân mày luôn kìa. Thì nói mà. Không, nhưng mà ý là bình thường. Chưa ai biết. Chưa ai biết luôn á. Sao không ai biết? Ý là không ai biết này. Thì Mai cũng đâu có biết. Chị Trâm lâu lắm rồi. Nhưng mà ý là mới làm lại. Mới ấy lại. Làm lại là hôm trước em cũng đã làm rồi, em làm bên chị Dung hai lần rồi mà. Trời ơi. Có hả? Thì đó, chị Kiều không biết không? Thì anh biết rồi á. Thì hôm nay bây giờ em làm thì người ta làm nhẹ nhẹ, nhìn không có thay đổi nhiều, không biết. Còn như nói em chung là chân mày thì nó có thay đổi gì đâu. Nó đi vậy luôn, tính ra không làm cái gì luôn á. Bánh nó bánh là rồi ba mẹ biết chưa? Ba mẹ em biết chưa? Chắc có coi clip. Chứ ông em... bà có nói gì chưa? Chứ em chưa có dám gọi. Tưởng nó điện thoại bị ăn cắp hả? Tưởng nó không, không cắp, nó lấy tài khoản hả? Sợ cháu nó không nhận ra. Con là mẹ ơi, mẹ con, mẹ là con nào mà ăn cắp con cái không làm này. Xong mở điện thoại sợ không mở được chứ. Quay ID vậy. Nó sưng. Quay ID. Bởi vậy phải bắt đi quay liên tục. Đừng cho không, ở không nhà tối ngày nó bàn cái. Trời ơi. Anh sáng mai không nghỉ buổi sáng nha. Thôi. Kiều nghỉ buổi sáng. Kiều đến lượt Kiều. Chứ Kiều chuẩn bị đi. Sáng mai Kiều xin. Anh yên tâm đi, tại vì em đầu tư cho MV sắp tới. Thôi nói chung là mọi nhận xét bình luận để cho bà con ông bác. Riêng bản thân Xuân Vừa thì thấy nó vui vẻ. Vui quá. Thôi mình làm đẹp, làm vui cho đời là cũng được rồi. Nhiều khi mình cũng muốn làm người tốt mà đâu có được tốt đâu. Mà nhiều khi mình muốn làm đẹp mà nó cũng đâu có được đẹp. đi qua cái chỗ này. Thế chứ đâu có phải ở đời mình muốn làm là được đâu bác, đúng không?
cũng nhớ những người may mắn muốn làm đẹp thì nó cũng như ý muốn mình làm đẹp. Còn có những người muốn làm đẹp nhưng mà thành ra nó hài. Này giống cái TikTok là đoạn sau là anh đánh này. Đoạn sau là tại nơi này bằng mình này. Đây là, chỗ này là sau trồng full hoa luôn hả anh? Đây trường nước trồng hoa. Ủa nhưng mà sao hoa ở đâu mà sao dư vậy anh? Hoa mấy bạn trồng ở chỗ khác từ dư mấy bạn trồng về đây tạm để đây nè. Hoa cẩm tú cầu. Cái này nó hợp khí lạnh hơn. Rồi. Nó màu tàn á. Anh trồng những cái hoa mà nói chung là không, nó trồng đỡ rồi. Dạ. Trồng đỡ thì dư. Không, hoa này cũng đẹp lắm á. Nhưng mà nó nhanh tàn lắm, mà nó lỡ không nó có một mùa sau là nó tàn luôn cả cây luôn rồi. Do không tưới thường xuyên nhưng mà này nó phải xứ lạnh nên nó không có sống được. Trồng xứ lạnh nó mới nó lâu, nó mới bông nó bự. Nói chung mình phải đi nhà vườn thì người ta tư vấn cho cái cây nào mà mình trồng được. Ở đây nó ở đây là nhà vườn mà. Nơi Tuấn Anh là nhà vườn mà. À nhưng mà cái này có thể được là nếu mà nó râm với lại anh cho cái dàn phun á, phun phun xương á. Nó mát cả ngày là nó tươi à. Còn này là nó nắng quá này, chị thấy không? Chỗ nào mà nắng là nó cháy luôn á. Chừng nữa mình sẽ có một cái chòi để mình họp ha. Trời ơi. Chắc cái góc hả? Cái góc anh em mình phải ngồi trung tâm chứ. Mày ngồi trung tâm là cái chòi cái câu đó. Chọn chòi để họp thôi đó. Nhưng mà chòi này mát nè. Tối buổi tối là sẽ rất là rất là đẹp á, bảo đảm bộ mát, rất là mát. Buổi trưa này thì thôi, là nói trước bộ mát là buổi trưa này nó hơi nắng một xíu. Ngồi trong chòi vẫn mát nhưng mà mình vô chòi mình ngồi yên chỗ mình đừng có đi đâu nắng. Chỉ để mấy bạn phục vụ đi thôi. Chúng ta với bạn phục vụ rất quá cực ha. Này chỗ này quá trời rộng luôn cái sân này. Không mà thường cà phê thì phục vụ lần đầu xong là sau lâu lâu chăm trà. Mang bình trà luôn. Không anh để bình trà luôn mà. Anh thấy mấy chỗ mới làm cái gì đó anh lại để bình trà ở ngay cái giữa. Không anh để bình trà ngay trên bàn thôi. Thì đúng rồi, cũng sẽ ý là có những cái gọi là như kệ nhỏ để thêm đồ này nọ để mỗi lần lấy nó được. Mình phải tính cái vận hành nữa đó. Có gì bà con bác và tới một cái có gì góp ý vườn nha. Góp ý để phục vụ cho tốt, nói chung là theo mẫu số chung nha. Theo góp ý chung chung á. Ý chung chung là sao? Ý là nhiều người ý kiến với nhau á. À thì mình mới ý kiến điều chỉnh được chứ nhiều cái. Đương nhiên là mỗi người sẽ có một ý kiến khác nhiều nhau. Nhiều người có ý kiến. Nói chung bữa giờ anh quay lên mà quá cũng khen cũng ok, cũng đang háo hức đang chờ đợi để tới khai trương để bà quá tới ủng hộ. Bây giờ mình có tổng cộng 10 chòi mà mình mới mất một chòi rồi. Ừ. Đâu 7 người tụi mình là 7 chòi. Anh nói cho mỗi đứa một chòi. Cái gian hàng đêm để đâu? Kia để chung á. Để chung. Treo dài dài mấy cây nè. Treo lủng lẳng vậy đó. Dài cây nè. Không đều hay mình để em tự set up một góc được không? Ừ. Không là tại những chuyện cái ngân nó kỳ quá. Mệt quá. Được thoải mái như mỗi ngày. Nó chỉ mỏi miệng thôi. Cái trò này nó bị nhưng mà mỏi miệng không? Mỏi không? Hả? Cảm giác nặng không? Nó chậm hơn không? Đâu, lúc đầu anh cảm nó muốn rớt cái môi ra. Cái môi nó không phải của mình. Cái lúc đấy nó hơi mất cảm giác. Bây giờ đụng vô là nó quen rồi đó. Thì giờ nó có cảm giác lại rồi, bình thường. Vậy hả? Cắn ngon lắm rồi. Kiểu nhai chậm thôi nha, đừng có nhai nhanh. Hôm nay đẹp rồi nè, nói chung là cười nên là không thấy như hôm trước nữa. Hôm trước là nó thật sự luôn là không, nhưng mà bên đây nó bự hơn nha. Rất là buồn cười. Không, nó bên đây bự hơn nè, thiệt. Anh như chuyên viên là anh nói thiệt cũng nhìn ra nè, bên đây nó bự hơn xíu nè. Bên này nó bự hơn xíu. Đúng. Nó bự hơn xíu. Cái này nó nhỏ hơn. Ừ. Thì người ta còn căng chỉnh lại. Còn căng không? Hay là suốt đời vậy? Tiêm lại, tiêm thêm nặng nề. Tiêm thêm bên này. Thêm một chút ở bên này. Không có nhìn kỹ mới được. Tiêm bên này thêm cho nó đều. À, vậy là lỡ nó lố thì phải tiêm đi. Ấy cũng sao vậy? Tại nó quay. Nó xem có xíu đúng rồi, nó mình vậy hút coi. Ép cho nó đẩy qua được không? Không, thì nó định hình ngay từ đầu rồi. Qua để lại. Thì nó định hình là ấy trọng mà. Tại em lấy cảm hứng từ bờ môi của Trang. Tự nhiên nha. Môi của Trang là dày tự nhiên đấy, anh thấy không? Ừ. Môi dày đẹp không? Nhưng mà thật ra chị là thích môi nhỏ xưa bây giờ. Thích môi cũ hả? Thích môi cũ. Ý là em thì tại vì em chắc là tại vì do môi em lớn thành ra em thích những người môi mỏng. Bởi vậy mình không có gì thì mình thích cái đó. Em đâu có môi dày như Trang đâu nè. Môi dày như Trang. Không sao, từ từ quá. Mới làm mà. Từ từ. Anh thích gì nói anh? Mà, nói chung mà anh thích sự tự nhiên hơn. Nói chung mình làm mình phải cân cái khuôn mặt mình. Đúng không? Đẹp mà.
Thì nãy giờ anh có chơi xấu đâu. Từ đâu có cái chơi xấu đâu trời. Anh chơi hài. Chơi hài đó. Quá chơi khen hài hước. Khen hài hước. Người ta chỉ có một là tươi hơn. Một là đẹp hay là anh làm gì cho em vui á, cứ mặt em cứ là muốn cười á nó sẽ đẹp hơn không? Nhìn nó hài hước. Trời, em mới làm sao bị căng thẳng nó buồn đó. Ồ, nói em còn sắp tới em còn làm nữa nên là đang tính nói luôn á, đang tính nói là sắp tới thì anh yên tâm chị Ngân còn làm nữa. Anh biết em làm gì nữa không? Làm mũi, làm nguyên mặt, nói chung là thay nguyên cái đầu á. Làm răng nè, làm mũi nè. Đòi nâng liền răng nữa. Tại bây giờ răng khểnh nên cái bên này nó to hơn. Một cái răng nó khểnh ra, môi nó dày ra. Nhưng mà răng khả thì nó duyên mà. Hồi như làm gì nhớ làm khẩu trang nghe không? Để đeo vô. Bữa không có. Bắt em một tháng mới được đi hòm. Mấy đứa nhỏ đứng sau cười quá mà không nói. Thấy chị đó. Hai đứa nhỏ muốn đi không? Bữa sau chị dẫn đi. Trời ơi, thích muốn chết mà. Nói chung là chú hai đi. Nhi vô đây, đây vô đây. Nhi là mặc dù đẹp rồi nhưng mà vẫn có khiếm. Hai đứa vẫn làm có... bà nội quýnh. Chị chú hai thấy bà nội quýnh hả? Nhi muốn làm giống chị không? Tổ luôn. Nó lắc rồi kìa chị Mai. Chưa, nó chưa cái tới giai đoạn đó. Đẹp, nói chung mà đẹp. Mà em chưa. Cái nghĩa là cái cũ cũng đẹp, cái mới cũng đẹp mà cái này nó trưởng thành hơn, nó sắc sảo nó ngủ hơn. Lâu lâu thay đổi. Tết năm sau rồi thì mang. Mấy năm nữa ta? Một năm. Không chưa chắc là nhiều khi nó tan nhanh hơn cứ từ mà cứ tốt, tốt thì nó tan thôi, còn không tốt thì tốt không tốt thì nó tan nhanh, tốt thì nó giữ lâu. Nhưng mà anh yên tâm đi, cái này mình có thể tiêm tan được. Nếu như mình không thích, mình có thể tiêm tan được. Em cũng chọn cái phương án an toàn phòng trường rồi. Lỡ mà không ok thì mình có thể tiêm tan. Vậy thôi mà không làm cho nó 300% lên luôn đi, cho nó nhìn nó hài hơn. Chứ bản thân thì em cũng thấy nó còn đang, không biết là do nó hơi sưng ấy, nhưng mà nó cũng hơi dày thôi mình. Ví dụ nó mấy bữa nữa mà nó bớt xuống thì ok. Nó mỏng xuống thì ok, đúng không Mai? Thôi cảm ơn bà con cô bác, clip này nói cái môi hoài. Bây giờ đi mấy anh em đi học Nhớ dành thời gian để giữ khai trương để coi cái môi. Anh mà mắc cửa rồi. Không, mọi người ơi, đến lúc mà khai trương là em đẹp rồi. Thế là tự nhiên rồi. 28 tháng 12 nha cô bác. Năm tây tháng 1, 2023, 24 nha. Anh nói không để là có nhiều cái to nên hơn đó cô chú anh chị. Không, nó vui vẻ thôi mà, có gì đâu. Anh nói như là kiểu sở thú đến tham quan cái gì. Đôi khi trước ngày đó sẽ đến tham quan cái con thú gì đặc chị á, chị ơi, nghe nó mới kỳ á. Dạ rồi, thôi bây giờ em đi họp nha bà con cô bác, chuẩn bị những nội dung sắp tới. Em hy vọng bà con cô bác sẽ tiếp tục ủng hộ cho mấy anh em. Dạ, dạ xin cảm ơn mọi chúc người, bà bác gặp lại mọi người trong một cái clip đẹp hơn lần sau ạ. Dạ, xin chào mọi người.